Lã Quốc Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel lừa đảo 4.800 người trên khắp cả nước, chiếm đoạt 700 tỷ đồng để mua nhà, ô tô và tiêu xài cá nhân. Ngày 23 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel do bị can Lã Quốc Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện. Theo hồ sơ, để có tiền mua nhà, ô tô và tiêu xài cá nhân, Trưởng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel, tuyển dụng nhân viên, tự phong chức vụ cao cấp và thành lập thêm nhiều chi nhánh tại 5 tỉnh thành. Sau đó, Trưởng cho tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel đang đầu tư, kinh doanh nhiều lĩnh vực và kêu gọi người dân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với hình thức mua bán cổ phiếu trả lãi suất cao. Tiếp đó, Trưởng tổ chức các sự kiện hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên nhà đầu tư đến xem những địa điểm mà đối tượng đã nói với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, công tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư ký hợp đồng, hợp tác đầu tư, đối tượng đã lấy tiền của nhà đầu tư sau đó trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay, trả lương, hoa hồng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân. Trưởng sau đó đã đóng cửa trụ sở công ty nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Tính đến thời điểm bỏ trốn, Lã Quốc Trường đã chiếm đoạt của hơn 4.800 bị hại ở khắp 63 tỉnh thành phố với số tiền khoảng 700 tỷ đồng. Hồi tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lã Quốc Trường với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định những nhà đầu tư ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel là bị hại của vụ án và đã gửi ủy thác điều tra đến các cơ quan điều tra cấp quận, huyện theo địa chỉ trên hợp đồng để tiếp nhận thông tin, ghi lời khai, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được kết quả ủy thác của các cơ quan điều tra cấp quận, huyện xác định thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không hợp tác hoặc chuyển nơi cư trú, không đến trình báo. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người bị hại liên quan đến việc ký hợp đồng, hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel khẩn trương đến cơ quan điều tra Công an cấp quận, huyện, nơi người bị hại ghi trên hợp đồng, phối hợp làm việc hoặc liên hệ điều tra viên Lê Hữu Long, số điện thoại 0918 607 007 để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan.